Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Diệp Dũng hay còn gọi là Dũng Bóng Nhựa, 1976 trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi vi phạm điều khoản về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10, tổ công tác đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 thành phố Hà Nội phối hợp với công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra lâm sản tại số 77 phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện một cá thể beo lửa còn sống, được nuôi nhốt trong lồng sắt. Xác định thủ đầu cá thể beo lửa là của Trần Diệp Dũng, tổ công tác đã đưa Dũng và tan vật về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co chối cãi, Dũng đã phải thừa nhận hành dây nuôi nhốt beo lửa của mình. Theo tài liệu, Dũng bóng nhựa là đối tượng giang hồ đã có nhiều tiền án, tiền sự. Tháng 7 năm 1993, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã sử dụng 11 tháng tù giam về tội cố ý gây yêu thương tích. tháng 5 năm 1995, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã xử 24 tháng tù giam cũng với tội danh cố ý gây yêu thương tích. Tháng 8 năm 1998, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình kế tiếp cảnh cáo với Dũng bóng nhựa tội cố ý gây yêu thương tích. Tháng 7 năm 1999, Công an phường Phúc Xá lại xử phạt hành chính kẻ gian hồ các tiếng này tội gây rối trật tự công cộng tháng 7 năm 2006, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kế tiếp sử dụng bóng nhựa 5 năm 6 tháng tù giam với các tội danh bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Tháng 1 năm 2011, Dũng Bóng Nhựa lại bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù giam tội danh gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an quận Hoàng Kiếm đang kế tiếp củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý đối tượng theo điều khoản pháp luật.